Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khơi Ngọng nhé. Trên tay mình đây chính chiếc Galaxy A8 Ultra với con chip Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy. Còn bên tay phải mình đấy, đó là con chip Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy trên mẫu máy Galaxy A8 Ultra. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến bài test hiệu năng cái mẫu máy Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy nhé. Để bạn dễ dàng hình dung hiệu năng của con chip ở trên cái mẫu máy Galaxy A8 Ultra này nó sẽ như nào nếu mà so sánh với người anh em trước đây của nó. Khi mà ở đây chúng ta đều có những điểm số rất là cao khi mà xem phần hiệu năng. Như hôm nay ấy, thì Galaxy A8 Ultra chúng ta sẽ được nâng cấp rất mạnh mẽ về phần tản nhiệt. Thậm chí Samsung họ nói rằng cái phần diện tích tản nhiệt nó gần như gấp đôi nếu mà so sánh với Galaxy A8 Ultra luôn. Hôm nay mình giúp bạn kiểm chứng điều này nhá, có đúng hay không? Chi tiết mà bạn đón xem trong video ngày hôm nay liên quan đến yếu tố như hiệu năng, test game vân vân. Nói sơ qua một chút nhá, thì đầu tiên đó chính là năm nay với con chip Snapdragon 8 Gen 3 như này, chúng ta sẽ tăng khoảng tầm 20% CPU và 30% GPU. Ngoài ra phần diện tích tản nhiệt VapoChamber đấy nó sẽ tăng lên gần gấp đôi nếu mà so sánh với đời Galaxy A8 Ultra. Và cụ thể cái điểm số ở đây mình đã được đó là điểm số AnTuTu nhá. Đầu tiên đến với cái phần này trước, thì điểm số AnTuTu của chiếc Galaxy A8 ấy nó cao hơn đáng kể nếu mà so sánh với Galaxy A8 Ultra. Cụ thể đây là 1.800.000 điểm so với 1.551.000 điểm, và điểm số của nó sẽ khác biệt những phần như CPU, GPU cũng như memory. Nhiệt độ ấy thì với trên chiếc Galaxy A8 Ultra mình thấy rằng nó sẽ cao một tí, cụ thể là 8,6 độ, trong khi đó với chiếc Galaxy A8 Ultra nó sẽ chỉ là 6,7 độ mà thôi. Và trong những cái bài test hiệu năng như này thì với chiếc Galaxy A8 Ultra nhá, chúng ta sẽ có lợi thế đó chiếc em này ra mắt lâu rồi, thành ra cái sự tối ưu của nó, cụ thể là Samsung ấy họ cũng sẽ làm ok hơn nếu mà so sánh với chiếc Galaxy A8 Ultra như này. Sức mạnh của CPU trên con chip Snapdragon 8 Gen 3 nó thể hiện tương đối rõ thông qua một bài test đó chính là Wildlife Extreme Stress Test. Cụ thể với cái bài test Wildlife Extreme này nhá, thì mình rằng cái điểm số cao nhất của con chip Snapdragon 8 Gen 3 nó sẽ lên đến đó chính là 4.703 điểm. Trong khi đó với con chip Snapdragon 8 Gen 2 ở đấy nó sẽ chỉ là 3.868 điểm thôi các bạn ạ. Và những cái phần như kiểu bad loop của nó ấy, cũng như là phần đó chính là điểm số low LED ấy, cũng sẽ cao hơn nếu mà so sánh là Snapdragon 8 Gen 2. Và do là một cái mẫu máy mới ra mắt nhá, thành ra cái độ ổn định của cái con chip ở trên cái mẫu máy Galaxy A8 Ultra như này nó sẽ chỉ đạt ngưỡng đó chỉ là 58,3% mà thôi. Còn với mẫu máy Galaxy A8 Ultra ấy, thì nó sẽ đạt ngưỡng đó chỉ là 65,6%. Tuy nhiên khi mà nhìn vào hai yếu tố đó chỉ là nhiệt độ cũng như frame rate ấy, thì mình thấy rằng nhiệt độ của chiếc Galaxy A8 Ultra ấy, mặc dù điểm số cao hơn đáng kể nhá, nhưng mà nó cũng sẽ chỉ ngang ngửa về chiếc Galaxy A8 Ultra mà thôi. Cụ thể đều là từ 33 cho đến 43 độ C ở đây. Trong khi đó frame rate của chiếc Galaxy A8 Ultra nó sẽ cao hơn là từ 11 cho đến 35. Trong khi đó với chiếc Galaxy A8 Ultra nó sẽ chỉ là từ 12 cho đến 28 mà thôi. Và cuối cùng là những điểm số ở phần Geekbench 6 thì mình rằng điểm số đơn nhân và đa nhân của cái mẫu máy Galaxy A8 Ultra nó đều cao hơn hẳn nếu mà so sánh với Galaxy A8 Ultra. Một bên sẽ là 2.100 và một bên ấy sẽ chỉ là 2.000. Tương tự một bên là 6.600, còn bên sẽ chỉ là 5.300 mà thôi. Rõ ràng với phần điểm số ấy thì con chip Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy nhá, đỉnh hơn hoàn toàn nếu mà so sánh với Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy. Vậy nên nếu bạn nào quan tâm về lâu về dài ấy, thì chúng ta nên lựa chọn chiếc Galaxy A8 Ultra, bởi vì em này ngoài yếu tố hiệu năng của nó ấy, thì nó sẽ còn yếu tố đó là cập nhật liên tục trong 7 năm các bạn ạ. Tức là các bạn có thể cập nhật lên phiên bản Android 21 luôn. Và ở đây thì mình nghĩ rằng hiện tại các chuỗi đại lý như kiểu là Sam Center họ cũng đã cho tiến hành đặt trước Galaxy A8 Series rồi. Chúng ta sẽ có chương trình đặt trước từ ngày 18 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1 này, rất là nhiều ưu đãi luôn, khuyến mại lên đến 15 triệu đồng. Các bạn được tặng phiếu mua hàng này, thu cũ đổi mới trợ giá 7 triệu này. Sau đó là các bạn sẽ có nhiều phần quà dành cho những khách hàng pre-order trước đến 1 triệu. Chưa kể các bạn sẽ có tặng kèm Samsung Care Plus nữa. Vậy nên bạn nào đang muốn sở hữu một cái mẫu máy flagship đầu năm để chúng ta chơi Tết ấy, thì bạn có thể lựa chọn chiếc Galaxy A8 Ultra nhá. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả dễ dàng tham khảo. Còn bây giờ là những thông số thực tế khi mình chơi game nhá. Cụ thể mình có chơi 3 cái tựa game đây, đó là Tốc Chiến này, Sò PUBG cũng như Genshin Impact. Và mình thấy một điều khá hay khi bạn chơi game ấy, FPS thu được ở trên chiếc Galaxy A8 Ultra cũng như Galaxy A8 Ultra, bản chất nó sẽ chỉ xem nhau mà thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Đầu tiên đến với tựa game đó là Tốc Chiến nhá, thì mình thấy rằng mức FPS trung bình của cái mẫu máy Galaxy A8 Ultra ấy, nó sẽ chỉ là 118,1 mà thôi. Và nhiều đoạn ấy, chúng ta vẫn sẽ gặp hiện tượng drop, nhất là phần late game khi bạn combat nhiều. Nhưng mình nhận ra một điều đó là nhiệt độ CPU ở trên cái mẫu máy Galaxy A8 Ultra này nhá, nó không quá nóng được bạn ạ, thậm chí là mát nếu mà so sánh với những mẫu máy trước đây mình đã từng làm như kiểu là em Redmi K10 vậy. Trước đây Redmi K10 Pro mình thấy rằng cùng là chơi cái tựa game này ấy, thì nó có thể lên đến ngưỡng đó chỉ là 57,5 độ C nhá, nhiệt độ cao hơn đáng kể nếu mà so sánh nhiệt độ CPU của mẫu máy Galaxy A8 Ultra này. Tương tự phần điện năng tiêu thụ của cái mẫu máy Galaxy A8 Ultra này nó rất ít luôn,
cụ thể sẽ chỉ là 3,4 W điện. Trong khi đó mình thấy rằng những mẫu máy khác cùng chơi mức 120fps như này thì điện năng tiêu thụ của nó có khi lên ngưỡng khoảng là 4 cho đến 4,5 W điện. Tiếp theo đó là tựa game PUBG Mobile, và với cái tựa game PUBG Mobile này mình thấy rằng nói chung là chơi mức 90fps ngon lành như đảo luôn. FPS trung bình mình đạt được đây đó chỉ là 89,7 mượt, nói chung là ok luôn. Nhiệt độ của nó sẽ ở ngưỡng đó chỉ là nhiệt độ CPU 50,6 độ C, còn điện năng tiêu thụ sẽ là 3,7 gần 3,8 W điện. Và đến với tựa game cuối cùng nhá, đó chính là Genshin Impact. Và với cái tựa game này mình thấy một điều, đó chính là chiếc Galaxy E3 Ultra ở đây nó đang cho mức FPS trung bình cao hơn nếu mà so sánh với chiếc Galaxy E4 Ultra. Cụ thể cái mức FPS trung bình của chiếc Galaxy E3 Ultra mình thu được đấy đó chỉ là 52,1, trong khi đó của chiếc Galaxy E4 Ultra nó sẽ chỉ là 50,5 mà thôi. Và có thể nhìn vào hai biểu đồ đây nhá, chúng ta thấy một điều đó chính là cái biểu đồ của chiếc Galaxy S23 Ultra ấy, nó đang có phần nói chung là mượt mà ít cập hình hơn nếu mà so sánh là chiếc Galaxy S24 Ultra. Và cái phần nhiệt độ CPU đấy, mình rằng lại một lần nữa, chiếc Galaxy E4 Ultra nó cho thấy nhiệt độ CPU của nó rất là mát, cụ thể đó chỉ là 55,7 độ C. Trong khi đó nhiệt độ của chiếc Galaxy E3 Ultra nhá, nó lên ngưỡng đó chỉ là 62,5 độ C. Điện năng tiêu thụ ấy thì chiếc Galaxy E4 Ultra nó sẽ ít hơn một tí, cụ thể 5 W điện, còn với chiếc Galaxy E3 Ultra nó sẽ là 5,25 W điện. Vậy nên để nói thời điểm hiện tại, mặc dù những điểm số ở phần hiệu năng của chiếc Galaxy E4 Ultra nó cao hơn đáng kể nếu mà so sánh với Galaxy E3 Ultra, nhưng thực tế khi chúng ta chơi game ấy, mình thấy rằng chiếc Galaxy E3 Ultra thời điểm hiện tại nó vẫn đang tối ưu tốt hơn nếu mà so sánh với chiếc Galaxy E4 Ultra. Thậm chí những cái phần như kiểu là FPS thu được ấy còn ngon lành như nào hơn. Nhưng mình cũng nhận ra một cái điều, đó chính là điện năng tiêu thụ của chiếc Galaxy E4 Ultra này nó không quá nhiều, thường xuyên thấp hơn nếu mà so sánh với những con chip khác. Ngoài ra có một yếu tố nữa, đó chính là phần tản nhiệt của nó ấy, thực sự hiệu quả luôn khi mình thấy rằng nó kéo yếu tố nhiệt độ CPU của nó nhá, xuống khá là sâu nếu mà so sánh với em Galaxy E4 Ultra. Còn nói về yếu tố nhiệt độ ấy thì mình thấy rằng cái mẫu máy Galaxy E4 Ultra này nó cũng khá là mát luôn. Cụ thể mình chơi Liên Minh Hiệp Tốc Chiến nhá, thì mình rằng nhiệt độ mặt trước và mặt sau của nó ấy sẽ chỉ là 36,8 cho đến 39,3 mà thôi. Còn với PUBG ấy sẽ là từ 36,9 cho đến 38,1. Cuối cùng là với Genshin Impact nhá, thì mình rằng nhiệt độ của chiếc Galaxy E4 Ultra ấy nó sẽ là mặt trước 40,5, mặt sau 41,2. Còn với chiếc Galaxy E3 Ultra ấy, nhiệt độ mặt trước sẽ là 41,7, còn mặt sau sẽ là 43,3 độ, tức là cao hơn khoảng tầm từ 2 cho đến 3 độ nếu mà so sánh với chiếc Galaxy E4 Ultra. Vậy nên qua video so sánh này nhá, mình thấy rằng thời điểm hiện tại, mặc dù cái mẫu máy Snapdragon 8/3 For Galaxy này hiệu năng nó rất mạnh khi chúng ta chấm điểm các thứ vân vân, nhưng thực tế khi bạn chơi game ấy thì nó vẫn chưa đạt đến ngưỡng đấy nhá. Có lẽ là chúng ta phải đợi Samsung họ tối ưu nhiều hơn trên cái mẫu máy này thì nó mới chơi game ok được, hoặc là đến thời điểm hiện tại Samsung có vẻ như là vẫn chưa bung quá nhiều hiệu năng cho con chip này, bằng chứng là khi mà chúng ta chơi game ấy, em này ấy, điện năng của nó thường tiêu thụ ở mức thấp hơn. Vậy đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về trải nghiệm với con chip Snapdragon 8/3 For Galaxy này. Em này thì mình nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để nó tối ưu hơn thì khả năng chơi game của nó mới ngon vượt trội nếu mà so sánh với Snapdragon 8/2 For Galaxy trên mẫu máy Galaxy E3 Ultra như này. Hoặc cũng thể không ngoại trừ trường hợp đó chính là Samsung họ đang cố gắng mang đến cho em này một cái mức hiệu năng cũng như là điện năng tiêu thụ ở mức nói chung là P/P ok hơn. Bởi vì sao? Đó chính là điện năng tiêu thụ của nó nếu mà so sánh với Snapdragon 8/2 For Galaxy nhá, thấp hơn đáng kể luôn. Và mình nghĩ rằng rõ ràng với mức điện năng tiêu thụ thấp hơn như này thì phần pin cũng như là nhiệt độ này sẽ tốt hơn đáng kể nếu mà so sánh với chiếc Galaxy E3 Ultra. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Cá nhân mình ấy thì mình đang thiên đến việc đó chính là Samsung họ đang muốn tối ưu pin hơn ở trên em này. Còn nói về mức giá của chiếc Galaxy E4 Series thời điểm hiện tại nha, mình thấy rằng các đại lý cũng đã cho đặt trước rồi. Ví dụ như tại Sam Center chẳng hạn, bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1. Các bạn mà đặt máy sớm ấy thì chúng ta sẽ nhận được những ưu đãi, ví dụ là khuyến mại tổng đến 15 triệu đồng này, tặng kèm những phiếu mua hàng đến 5 triệu hoặc là thu cũ đổi mới trợ giá đến 7 triệu đồng, hoặc là bộ quà Sam Center đặc biệt dành cho 300 khách hàng pre-order trị giá 1 triệu đồng này, và rất nhiều những phần quà khác như kiểu là tặng 2 năm Samsung Care Plus chẳng hạn. Bạn nào quan tâm ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé, bởi vì đây là một cái chương trình rất là dài luôn với nhiều ưu đãi. Anh em quan tâm ấy thì hãy bấm vào đường link mình để phía bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ xin chào lại bạn, trong phần sau nhấn like và subscribe của kênh Khôi Ngọc nhá.